Xin chào tất cả mọi người nhé, em là Cảnh hàng bãi Nhật đây. Hôm nay em có về thêm được một số món đồ nghề, búa, rồi kìm, rồi dao rừng, một số dao bếp Nhật rất nhiều loại. Các bác vào xem video của em, nếu ai chưa đăng ký kênh thì rảnh tay cho em xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Em xin cảm ơn. Em mới làm video nên nếu là các bác xem mà thấy gì thiếu sót mà đấy, các bác có thể tư vấn gợi ý và chỉ bảo em thêm để em ấy sửa chữa và làm nhiều video khác hay hơn phục vụ các bác. Em xin cảm ơn. Mã số 1 hôm nay là một combo gồm 3 chiếc búa. 3 chiếc búa. Cây đầu tiên là cây búa một đầu thì là đầu tròn, còn đầu là đầu nhọn, cán thì vẫn còn nguyên, còn ngon, chắc chắn. Cây số 2 là một cây búa một đầu là đầu nhọn, còn đầu một đầu nữa là đầu dẹp, đầu ngang. Cái này là của hãng OH, cán thì vẫn còn chắc chắn, mua về là xài luôn, không cần phải thay cán. Cây số 3 là một cây búa một đầu là đầu tròn, còn đầu là đầu nhổ đinh, cây này thì của hãng gì mà bên trong có dấu cộng bên trong. Combo 3 3 cây này em bán giá là 210k. Mã tiếp theo, mã số 2. Mã số 2 là một combo gồm 3 cây. Cây đầu tiên là một cây kìm. Cây kìm của hãng Mary. Còn hãng Mary cây này thì còn rất là mới. Này có chiều dài là 18 cm. Cây số 2 là một cây kìm cắt tôn, kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm của hãng Tốp. Cái này thì tay cầm được, nó được bọc bằng cao su để ngoài bãi lâu ngày vết ố các thứ nó bám vào nhìn nó hơi bị bẩn xíu, để các bác muốn sạch thì vệ sinh thêm. Cái này có chiều dài là 17 cm, răng thì vẫn còn, răng cắt kẽm thì vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị gà mẻ gì. Cây số 3 là một cây kìm mỏ chuột. Kìm mỏ chuột, cái này của hãng Petun. Cái này của hãng Petun. Cái này thì cũng còn rất là mới. Tay cầm thì được bọc bằng cao su. Cái này thì mỏ nó dài, nó nhỏ để gắp hoặc là để mở các con ốc mà nó ở trong hốc, trong ngách sâu mà những kìm này không thể mở được. Bộ 3 cây như này em bán giá là 220k. Mã tiếp theo là mã số 3. 3 là một combo gồm 3 món. Mã cây đầu tiên là một cây mỏ nết của hãng Toyota. Cái này có size là 200 mini, hàng của Nhật nhé. Miệng thì chưa bị mẻ, chưa bị chảy gì, vẫn còn đẹp, miệng rất là khít. Cây số 2 là một cây kìm của hãng Fujisa. Cái này nó
có dấu kiểm định của Nhật ấy. Cái này để mà bãi lâu ngày nên nó bị oxy hóa nên nhìn nó không rõ chữ lắm, oxy hóa một bên mặt, còn bên này hình thức cây kìm thì vẫn còn rất là mới, răng thì vẫn còn nguyên, răng cắt kẽm này, răng kẹp này, vẫn còn nguyên chưa bị gam mẻ gì. Cây số 3 là một cây kìm cắt tôn, cái này kìm cắt tôn cắt kẽm, cây kìm cắt kẽm của hãng Capuzzi, kìm cắt kẽm của hãng Capuzzi, cái này còn rất là mới, răng thì vẫn còn nguyên chứ không bị mẻ. Này có sai nè, chiều dài là 21 cm, dài 21 cm, cán của nó thì được bọc bằng cao su. Một bộ 3 cây này em bán giá là 220k. Mã tiếp theo là mã số 4. Số 4 là một cũng combo 3 cây. Cây đầu tiên là cây kìm cắt kẽm, miệng cắt kẽm, phần miệng của nó thì hơi bị gam mẻ một xíu, về các bác mài lại hoặc sửa lại nó hơi hơi bị mẻ một xíu. Cái này có sai này, 21,5 cm, 21,5 cm, bên trên có chữ về dấu. Mã cây tiếp theo là một cây kìm của hãng Hitro, trên có dấu kiểm định nội địa Nhật. Cái này có sai là 150, cái có sai là 150 mm. Hitro, trên có chữ Japan này. Cây số 3 là một cây của kìm của hãng Daiso. Daiso. Cán của nó được bọc bằng cao su, trên nó còn mấy chữ Nhật người ta viết lên. Răng lợi thì vẫn còn nguyên, cây này cũng còn rất là mới. Răng lợi không bị gam mẻ gì. Bộ 3 cây này bán giá là 200k. Mã số 5 là một combo gồm 3 cây. Cây đầu tiên là một cây kìm, cây kìm kẹp ốc có hai bên đầu, một đầu răng, một đầu kẹp tròn này. Cái này thì nó có hai cỡ, một cỡ rộng và một cỡ hẹp, cỡ nhỏ cỡ to. Cái này thì trên nó có in hình cái mỏ neo ấy. Cái này còn rất là mới, răng thì vẫn còn nguyên, không bị gam mẻ gì. Cây số 2 là một cây kìm cắt tôn, kìm cắt kẽm. Cây này cũng còn rất là mới, răng thì còn nguyên, không bị gam mẻ gì. Cây này có sai nữa, 21 cm, 21 cm. Cây kìm này có size là 20 cm. Cây số 3 là một cây mỏ nết. Cây này của hãng Sankey, này của hãng Sankey, dấu của nội địa Nhật nữa. Cái này có chiều dài là 15 cm, 15 cm. Bộ 3 cây này em bán giá là 220k. Mã tiếp theo là mã số 6, là một cây dao gấp. Cây dao gấp cán thì làm bằng nhựa, khâu thì là khâu inox, lưỡi thì vẫn còn nguyên, không bị gam mẻ gì hết. Trên nó có in chữ của Nhật,
Này, nếu các bác muốn sáng bóng hơn thì về vệ sinh lại thêm, mài qua lại hoặc là lấy máy đánh qua lại là sáng. Cây này thì em bán giá là 180k, cái mã số 6. Mã số 7 là một cây dao gấp. Cây này thì cán cũng làm bằng gỗ, còn khâu thì làm bằng inox. Lưỡi của nó thì nó nhỏ hơn cây trước, cây mã số 6. Cây này không có chữ. Cây này thì em bán giá là 100k. Tiếp theo, mã số 8, một cây dao đi rừng. Cán là bằng gỗ, vẫn còn rất chắc chắn, không bị rơ, không bị hư, cán vẫn còn nguyên, không bị hư. Chiều dài lưỡi là 20 cm, bản của nó rộng 4 phân 2, rộng 4 phân 2, 4 phân 3. Trên nó có in chữ của Nhật đấy, nó có hình dấu, một con dấu hình mặt trăng, bên trong là hình con hổ. Mã số 8 này em bán giá là 330k. Cây dao này thì lưỡi mài một mặt, lưỡi mài một mặt thép ghép hai lớp này, cái vết lớp thép ghép nó hơi mờ mờ đấy, ghép hai lớp. Mã số 8 là 330k. Mã số 9 là một cây dao đi rừng. Cái này đầu nó có thêm một cái mỏ nữa, thế thì lưỡi nó hơi hơi cong một xíu, cán thì nó vẫn còn rất là chắc, nó chỉ bị tép một xíu ở đây. Cái này có chiều dài lưỡi là 14 cm, bản của nó rộng 5 phân rưỡi, 5 phần 2. Trên thân dao nó có in chữ với lại in dấu của Nhật ấy. Cây này thì mài một mặt, là thép hai lớp, thép ghép hai lớp. Này nó có hai mặt chữ, mặt lưng của nó cũng có chữ đó. Này thì em bán giá là 230k, mã số 9. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cây dao Global. Global G22. Này sử dụng loại thép thép hợp kim. Hợp kim Cromova 18. Cromova 18. Cây này là của hãng Joshikin Nhật Bản. Hãng này là hãng chuyên làm dao Global rất nổi tiếng của Nhật Bản. Cây này thì logo thương hiệu nó được in một bên. Cây này có chiều dài lưỡi là 20 cm, chiều dài lưỡi 20 cm, bản của nó rộng 4 phân, cán thì được đúc đúc ghép nhưng mà người ta đã xử lý rồi. Một cây Global này giá là 370k. Tiếp theo là số 11 là một cây dao Santoku. Santoku. Cái này thì nó sử dụng là thép thông dỉ. Cây này thì vẫn còn mới. Còn chiều dài lưỡi là 16,5 cm. Bản của nó rộng 4, bản rộng 4 phân rưỡi. Trên nó có in chữ, in dấu của Nhật ấy. Thép không gỉ Japan. Cái này còn mới. Cái mã số 11 này giá là 260k. Mã
Tiếp theo là mã 12 là một cây dao Nakiri. Cái này và chiều dài lưỡi là 17 cm. Bản của nó rộng 5 phân. Bản rộng 5 phân. Cái này là máy thép không gỉ. Trên có in chữ với lại logo của Nhật. Cái này còn mới. Cán này làm bằng gỗ. Còn khâu là bằng khâu nhựa. Cái này có độ dày là 1,5 ly. Dày là 1,5 ly. Cái này còn rất còn mới. Mã số 12 là 280k. Mã số 13 là một cây đề ba. Cây đề ba. Cây này có chiều dài lưỡi là 15 cm. Bản rộng trong này là 4/3, ngoài này khoảng 4 phân. Trên nó có in chữ với dấu của Nhật á. Cán thì làm bằng gỗ, khâu thì khâu nhựa. Cái này cũng mới. Mã số 3, 13 là 360k. Mã tiếp theo là mã 14. 14 là một cây dao da titan. Làm từ thép titanium. Thép không gỉ. Thép này thì rất là nhẹ, nhẹ bằng 1/2 thép bình thường. Nhưng mà độ cứng thì nó tương đương với thép carbon á. Cái này có chiều dài lưỡi này 15,5 cm. Bản của nó rộng trong là 4 phân, nó nhỏ dần ra ngoài. Trên có in chữ Titan 21 Made in Japan. Cây này thì giá là 200k. Và em tặng thêm cho các bác một cây dao răng cưa. Cây này dùng để gọt, dùng để cắt bánh mì hoặc là cắt đồ đông lạnh, cắt đá. Này thì cán thì làm bằng gỗ, chốt thì chốt inox. Dao răng cưa hai bên, hai mặt, cả nâng với ấy, hai mặt răng cưa. Mã 14 là 200k. Mã số 15 là một cây dao thái, thép, thép kẹp ba lớp. Chế cây này còn rất là đẹp. Trên có in chữ, in dấu của Nhật á. Cán làm bằng gỗ, chốt thì chốt inox. Này có chiều dài lưỡi nè. 16,3 cm. Bản của nó rộng 4 phân. Cái này còn rất là đẹp. Cái thép kẹp, thép 3 lớp. Hai lớp ngoài là lớp thép không gỉ, còn bên trong là một lớp thép carbon. Thép carbon. Mã số 15 là 220k. Em tặng kèm theo cho các bác là một cây dao răng cưa. Cán cây này thì nó làm bằng nhựa. Dao răng cưa. Mã 15 là 220k. Mã tiếp theo là mã 16. 16 là một cây, cũng một cây dao thái, thép kẹp 3 lớp. Cây này thì nhỏ hơn cây mã số 15. Cây này có chiều dài lưỡi là gần 16 cm. Bản của nó rộng 3/7. 3/7. Này độ dày 1,2 ly. 1,2 ly. Thép kẹp 3 lớp. Cán là bằng gỗ, chốt bằng đồng.
Mã số 16 là 180k. Em có tặng kèm theo cho các bác là một cây dao răng cưa. Dao răng cưa của hãng Wayne Wayne gì. Cán bằng gỗ, chốt chốt đồng. Mã 16 là 180k. Mã tiếp theo là mã số 17. Một combo là một cây dao thái. Của hãng gì thì em chữ Nhật em không đọc được. Trên nó có in chữ Nhật ấy. In nổi nên nó hơi bị chảy, bị xước. Người ta dùng lâu ngày nó chảy xước. Chiều dài nữa là 16,5 cm. Bản của nó rộng 4,5 phân. Cái này cũng còn khá là mới. Cái này thì nó ở trên nó có những cái có thêm bốn cái trên thân dao có bốn cái lưỡi chống rỉ rồi mấy cái vân để chống rỉ đấy. Cái này cán thì làm bằng gỗ, chốt thì bằng là ba chốt nhôm. Tặng kèm theo là một cây dao răng cưa hai mặt. Dao này, cây dao răng cưa này của hãng Kai Cut. Này, Kai Cut. Nó hơi bị mờ xíu. Cây dao răng cưa hai mặt của hãng Kai Cut. Cái này cán bằng gỗ, còn chốt thì là bằng đồng. Mã số 17 là 200k. Mười 200k. Số 18 là một cây dao thép kẹp của cái hãng Feather. Trên nó có hình hai chiếc ná với chữ bên dưới có dòng chữ Nhật ấy. Dao thép kẹp ba lớp. Cán thì làm bằng gỗ còn rất là đẹp và chắc. Hai khâu bằng inox. Như này có chiều dài lưỡi là 16,5 cm. Bản của nó rộng 4 phân. Cái này tặng kèm với nó là một cây dao thái, dao gọt trái cây nhỏ. Trên cái này cũng còn đẹp. Cán thì vẫn còn nguyên. Trên nó có chữ Nhật. Mã số 18 là 200k. Mã số tiếp theo là mã 19. 19 cũng là một cây dao của hãng hãng Kai. Kai 90. Hãng ta Kai sử dụng thép không gỉ. Thép không gỉ. Cái này có chiều dài lưỡi là 16,5 cm. Bản của nó rộng 4 phân 3. Tặng kèm với cây dao cai là một cây dao gọt trái cây. Cây này còn rất là đẹp, ngon. Cán mà bằng gỗ. Còn chốt thì chốt nhôm. Cây này là cây dao của Đức, một hình người, hình nó bị đấy, dao Đức một hình người. Hai cây này thì em bán giá là 500k, 250k. Mã tiếp theo là mã 20. 20 là một cây dao cai. Dao cai. Cây này thì nó có chiều dài lưỡi là 16,5 cm. Bản của nó rộng 4 phân rưỡi. Cái này thì nó hơi bị chảy một xíu. Về các bạn muốn đẹp hơn thì đánh bóng lại. Cái này còn rất là đẹp. Cái này cũng mài khá là sắc. Cán thì vẫn còn nguyên vẹn.
còn đẹp. Tặng kèm theo là một cây dao, loại dao không biết dao thái này, thì cây này cũng dài, dao thái gọt này dài 21,5 cm, cán thì làm bằng gỗ, còn chốt thì làm bằng đồng, đồng nó bị oxy hóa nó thành màu xanh. Mã số 20 là 250k. Mã số 21 là một cây dao cũng làm từ thép titan, trên có in chữ titan này. Made in Japan, chữ lâu ngày nó hơi bị mờ chữ. Cây này có chiều dài lưỡi này 14,5 cm, bản của nó rộng 3,5 cm. Tặng kèm theo là một cây dao gọt trái cây này nhỏ. Cái này kiểu dáng rất là đẹp, trên nó còn in vân bông hoa. Cây này của hãng Swally, Wally Made in Japan ấy. Mã số 21 là 190k. Mã số 22, 22 là một cây dao thái cũng của Nhật. Cây này có chiều dài nữa là 16,7 cm, bản rỗng 4/2. Cái này trên nó có dòng chữ thép không gỉ, Made in Japan. Cái này là làm từ thép không gỉ chứ không phải inox đó. Cán thì làm bằng nhựa, còn cũng còn rất là mới. Tặng kèm theo là một cây dao răng cưa. Cái này dùng này, cắt đồ đông hoặc gọt bánh mì, thái bánh mì, cắt bánh mì. Cán này làm bằng nhựa. Mã số 22 là 190k. Bác nào mà cần mua giá để treo dao bếp thì bên em có một loại giá này, giá treo dao. Tổng chiều dài của giá là 50 cm. Cái phần thân giá này thì nó làm bằng nhựa, trên nó có hai đầu bắt vít và thường, trong có tặng ốc vít người ấy, có luôn ốc vít này, hút bằng nam châm. Cái này thép titan thì không hút được, loại thép khác thì đều hút được. Cái này hút rất là chắc, hút này rất là chắc. Đấy. Các bác nào dao nó to lớn nó nặng hơn thì có thể mua thêm là hai cây để hút, hai cây thì lực hút sẽ mạnh hơn. Một cây giá này em bán giá là 150k. Bác nào mà chưa có đá mài mà cần mua đá mài dao, đá mài nước dao thì bên em cũng có loại đá mài là đá mài Cô Đô, sản xuất từ Đài Loan, sản xuất hàng đây là hàng liên doanh, sản xuất theo quy trình của Nhật Bản nên chất lượng cũng rất là ok. Này có độ mịn là 1.000 grit và một mặt là 6.000 grit. Này thì mài nó rất là mịn, nó tránh chảy xước, bị chảy xước dao, cũng rất là ăn thép mà mài rất là ấy, không bị hao đá. Hôm nay thì em có sưu tầm được số món rồi, nếu bác nào thấy có món nào phù hợp với mục đích sử dụng mà thấy giá cả hợp lý thì mua ủng hộ em. Số điện thoại liên hệ em có ghi ở phần mô tả video. Em xin cảm ơn. Chào tất cả mọi người.